Hello anh em, hôm nay thì mình đã làm được 1 tiếng rồi các bạn ạ. Chứ không phải là vừa mới làm xong. Nhưng mà hôm nay thì mình lên live một chút vì phải sạc pin máy. Đang chế, hai anh em mình đang chế cái tay gương về cánh cửa của thằng Isuzu 150PS nhá các bạn ạ. Xe này thì anh trai cháy rất là lâu rồi. Hôm nay thì anh mới đánh sang để lắp cái tay gương cửa. Thì hai anh em mình đang chế cái tay gương cửa nha các bạn, nhìn thấy không? Đầu xe đang là tay gương này này. Đây đang tay gương này. Đấy, thì cái bài độ về cái tay gương cánh cửa này thì nó rất là nhiều người lắp rồi. Đấy, con này thì nó cũng đơn giản thôi anh em. Con này nói chung là đơn giản. Đấy, bắn vít thôi các bạn ạ. Bắn có 3 vít trên và dưới thì mình đang khoan nốt để bắn đi chút tán lên. Đấy anh em theo dõi mình nhá. Đấy, và hôm nay thì lắp cái mui đỡ gió, đây là mui đỡ gió thấp này. Anh em nào mà thích cái mui đỡ gió thấp này thì vào việc luôn nhá. Đang bán thanh lý các bạn ạ. Rất là rẻ luôn, anh trai nữa phải mang về nhà. Đấy, đang bán thanh lý cái mui đỡ gió. Rồi lắp cho bác này mui đỡ gió cao được chưa? Để cho gió chúng ta. Đấy, và đây hai anh em mình đang chế cái này. Chế cái tay gương đây các bạn. Đấy, ở trên này thì anh em mình đang bắn ốc, bắn vít rồi bạn nhá. Bắn 3 vít này. Đấy, bắn 3 vít này. Đấy, còn gương thì là gương xịn đây rồi. Đang đặt nó vào cái vị trí để mình khoan. Khoan về cái điểm để mình bắn cái tay gương cho nó thẳng. Đấy, để nhìn cho nó căng nét anh em ạ. Đấy, các bạn thấy không? Rất là đẹp luôn. Đấy, các bạn thấy không? Đang chế tay gương này. Xe này thì nó là tay gương đằng trước đầu xe. Bây giờ hai anh em mình đang chế ở cánh cửa. Anh em nào mà mua đồ các bạn nhớ qua số nhà 110 ủng hộ mình nhá. Số nhà 110 các bạn này, đường đỗ mười anh em nhá. Đấy. Giờ mình sẽ lên cả đôi thay gương các bạn nhá, lên cả đôi thay gương luôn. Lên cả đôi luôn anh em ạ. Rồi ok, bây giờ các bạn theo dõi cùng mình nhá. Mình sẽ để cái camera ở cái góc các bạn nhìn gần nhất để các bạn có thể quan sát được cái cách mình chế. Đấy, đây là rồi, ok được rồi, một phát thôi anh. Cứ anh xoáy đi, một phát thôi, được rồi. Đấy anh em nhá, đây là đang đinh rút này, toàn bộ cái ốc này thì anh em mình sẽ dùng đinh rút nhá. Anh xoáy ra, xoáy ra thôi, xoáy ra. Đấy. Đây là đinh rút tản ren anh em nhá, toàn bộ chân này bắt đinh rút đấy anh em này. Đấy, các bạn bắn vít được, bắn đinh rút được. Anh em nếu mà có vít thì các bạn dùng đinh tán nhá. Không thì các bạn bắn vít nhá. Đinh tán hết này. Đấy, bốn con đinh rút tản ren trên thì cũng thế các bạn. Ok các bạn nhá. Giờ mình sẽ lắp nốt cái trục nhựa là xong. Anh trai thì mình lên một loạt ốc gương nhá. Ốc mạ vào đô, ốc tay mở cửa, che mưa cần gạt mưa. Nói chung là lắp cho bác ý một loạt đồ chơi ốc gương. Tay cũ thì vấn đề đây, tí về băng tháo xong. Ok anh em.